vụ Formosa xem xét kỷ luật ông Võ Kim Cự. Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các ông Võ Kim Cự, Hồ Anh Tuấn là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 11 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Trần Quốc Vượng. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận các nội dung sau. Thứ nhất, về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ, Tài nguyên và Môi trường và các cá nhân liên quan. Ban Cán sự Đảng Bộ, Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2008-2016 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng quản lý, điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra các vi phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt, chấp nhận, thay đổi, đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh địa điểm xả thải và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh. Để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng với cương vị là người đứng đầu; ông Bùi Cách Tuyến, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; và ông Nguyễn Thái Lai, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng, chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ, Tài nguyên và Môi trường. Ông Mai Thanh Dung, trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thẩm định, đánh giá tác động môi trường, và ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường, đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ, Tài nguyên và Môi trường và các cán bộ nêu trên là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Thứ hai, về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh các nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng quản lý, điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án để xảy ra các vi phạm trong thẩm định, phê duyệt, cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh. Để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Võ Kim Cự trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế 2008-2010 và trách nhiệm của ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng 2010-2016, các ông Lê Đình Sơn, Đặng Quốc Khánh, Dương Tất Thắng, Nguyễn Nhật trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có phần trách nhiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh các nhiệm kỳ trong thời gian từ 2005 đến 2016 đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án Formosa Hà Tĩnh. Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các ông Võ Kim Cự, Hồ Anh Tuấn là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các ông Lê Đình Sơn, Đặng Quốc Khánh, Dương Tất Thắng, Nguyễn Nhật tổ chức kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo kiểm điểm xem xét kỷ luật đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền theo kết luận của Ủy ban. Thứ ba, về giải quyết tố cáo ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Qua giải quyết tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Nguyễn Văn Thiện và ông Lê Kim Toàn có trách nhiệm về các khuyết điểm vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm một số cán bộ không đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Ủy ban yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, ông Nguyễn Văn Thiện, ông Lê Kim Toàn kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo Ủy ban xem xét. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Cán sự Đảng, Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn. Cũng trong kỳ này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến về một số dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng với một số vấn đề khác.